Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự kiến quyết định số 694 ngày 18 tháng 7 năm 2024 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 15 đối với 3 di tích. Cụ thể, 3 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt này gồm di tích khảo cổ hang sớm trại và mái đá làng giành huyện lạc sơn tỉnh hòa bình di tích khảo cổ vĩnh hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu di tích lịch sử các địa điểm khởi nghĩa trương định thị xã gò công huyện gò công đông và huyện tân phú đông tỉnh tiền giang khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ phó thủ tướng giao bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.